Đắc tú làm hư cái bồn cầu của người ta, được chưa? Các ông bao giờ, các ông đã thấy nhá, điện thoại mạ vàng, điện thoại mạ bạc, điện thoại đính kim cương, điện thoại gắn hộp xoàn, điện thoại đeo ốp Chanel, điện thoại gọi là LV vui tươi gì, chứ bao giờ các ông đã thấy điện thoại rơi vô hũ mắm ruốc chưa? Điện thoại nó rơi vô đúng cái hũ mắm ruốc ăn như bánh bún riêu luôn. Trong lúc chơi điện thoại Đắc Tú bảo là Đắc Tú muốn ăn đá me ở trong Sài Gòn, có ngon không? Đắc Tú: "Ờ tôi ok, anh đi mua đá me đi nha." Anh Tú: "Ok ok, để anh đi mua đá me cho em ăn nha." "Ok ok, anh có tiền đó không?" "Có, anh có." "1 triệu thì anh không có, nhưng mà 20 ngàn là anh có, được chưa em?" Xong Đắc Tú bắt đầu đi mua 2 ly đá me. Và một chuỗi sự việc sau đó bắt đầu xảy ra liền. 2 ly đá me. Không hiểu sao Đắc Tú lại quan tâm và chăm sóc tôi như vậy. Có bao giờ các ông ăn đá me mà không bỏ đường chưa? Có bao giờ các ông ăn đá me mà không bỏ đường chưa? Tự nhiên Đắc Tú vì thương tôi, Đắc Tú kiểu thương, rất là thương tôi, biết tôi đang giảm cân mà: "Cô ơi, cho cháu 2 ly đá me, 1 ly có đường, 1 ly không đường." Mà các ông biết ăn đá me mà không đường nó như thế nào rồi. Nó chua như cái cách mà tôi bỏ ra 2 tờ 500 tôi sửa điện thoại. Nó chua gì đâu luôn á. Đắc Tú bảo là: "Ơ, anh thấy là chị BT đâu cho em ăn đường đâu, cũng đâu cho em uống trà sữa đâu, cũng đâu có cho em uống nước mía, uống gì ngọt đâu. Thì em ăn đá me em làm gì bỏ, cần gì bỏ đường." To infinity and beyond. Ăn đá me không bao giờ bỏ đường. Ok, vô tiệm gọi 1 ly đá me không đường, 1 ly đá me có đường. Mà tao ăn kiểu gì? Tiếp nha. Chưa đâu, chưa chấn động bằng cái việc này đâu. Tôi biết Đắc Tú là một người rất là nghiện bánh tráng ở Sài Gòn, nhất là bánh tráng trộn. Nhất là bánh tráng trộn nha. Thấy cô đẩy bánh tráng á, cái mấy cô mà kiểu gánh hàng rong á, mà ở trong Sài Gòn mình ấy kiểu bán bao đồ bánh tuổi thơ, rồi bán cốc xoài, rồi cốc lắc xoài lắc, bánh tráng trộn đi ngang. Đắc Tú kêu vô: "Cô cho cháu 2 bịch bánh tráng trộn. 1 bánh tráng trộn để topping đầy đủ khô bò đen, để luôn cho cháu khô gà, thêm 5 ngàn khô mực, thêm cho cháu nhiều đậu phộng, nhiều rau răm, nhiều tắc. Còn 1 phần cho cháu 1 bánh tráng không trộn bất cứ thứ gì, cho cháu thêm khô gà, khô mực, khô bò đen." Người tao ăn kiểu gì hả tụi bay? Ủa, tôi giảm cân, nhưng mà tôi ví dụ như hôm nay tôi được xả 1 ngày mà, trong khi anh em nào mà giảm cân biết là ví dụ chúng ta tập 14 ngày liên tiếp đi, chúng ta sẽ có 1 ngày được gọi là cheat, tức là ăn được thoải mái luôn. Thì tôi xác định tôi về Sài Gòn tôi được ăn thoải mái rồi, đúng không? Không. Lúc mà bà bán bánh trộn mà đưa ra cho tôi, các ông biết gì không? 1 bịch bánh tráng bình thường thôi, nó còn dai, nó còn chưa được trộn ấy. Nó không bỏ 1 ít sa tế, không bỏ 1 ít nước bò, nó không bỏ 1 ít nước thơm, nước khóm, nó không bỏ 1 nước tắc gì luôn á. Mang ra cho tôi. Nhìn nó cay lắm các ông à. Thử đi, thử cái ông bữa nào các ông ra bánh tráng trộn ơi, cô cho cháu 1 phần bánh tráng trộn không trộn bất cứ thứ gì, chị để khô gà, khô bò, khô với bò khô cho cháu thôi, khô bò đen á, chị để đúng như đó thôi. Xong Thu Hà gơi vào phản trầm lặng. Thu Hà nói: "Anh cứ ngồi đó đi, từ giây phút này trở đi anh đừng ăn thêm hay kêu thêm bất cứ thứ gì cho em nữa, em chỉ đợi lấy điện thoại thôi." Bắt đầu sửa điện thoại xong, hai đứa vào lên gáp về. Gáp về lại là một cái chuyện kỳ gì cái món phá lấu. Đắc Tú đó giờ chưa ăn phá lấu nha, nhưng mà hôm nay Thu Hà giới thiệu cho Đắc Tú món phá lấu và súp cua ốc heo trứng bắc thảo ở chợ Hồ Thị Kỷ. Tức là tụi tôi về khách sạn, tức là chiều rồi, tụi tôi cũng mệt là tụi tôi không đi nữa, tụi tôi đặt nao về khách sạn để lấy đồ ăn. Thì trong lúc mà lấy đồ ăn á, là tôi đã thanh toán xong hết rồi. Cái xong rồi Đắc Tú đặt, tôi đặt cho Đắc Tú 1 súp cua, 1 ốc heo, 1 trứng bắc thảo,
một phần phá lấu bò, một phần phá lấu bò viên, một phần nợ bò. Tức là chúng ta sẽ hình dung chúng ta sẽ có bốn món đúng không? Trong lúc mà tôi đợi ship ý, thì tôi bắt đầu đi nhà vệ sinh, tôi bắt đầu thay đồ, tắm rửa sạch sẽ đúng không? Thì trong phút đó thì chú Gám mới điện cho anh Tú là kêu xuống lấy đồ, tức là lấy điện thoại tôi, nhưng mà tôi kêu anh Tú xuống lấy đồ. Thì anh Tú xuống lấy đồ lên, anh Tú đi nhẹ nói khẽ luôn. Tự nhiên cái phút đó nha, anh Tú đi khẽ nói, anh Tú chỉ hỏi là em ơi trả tiền chưa, tôi bảo là rồi anh chỉ xuống lấy thôi. Cái từ lúc đó cho đi ấy nha, tôi không nghe một tiếng động gì của anh Tú hết luôn. Bắt đầu tôi gội đầu nè, tắm rửa sạch sẽ các thứ này nọ các thứ kia, là tôi mất đâu đó khoảng tầm 35 phút. Sau 35 phút đó tôi không còn thấy trứng bắc thảo đâu nữa, tôi không còn thấy ốc heo của tôi đâu nữa, tôi còn không còn thấy một phá lấu đâu nữa, tôi chỉ còn thấy đúng một gói luôn, đó là một phần nộm bò nhưng mà hết bò khô, chỉ còn đu đủ thôi. Tức là nói thẳng ra là tôi mất mẹ nó súp cua nè, tôi mất mẹ nó luôn phá lấu nè, mất mẹ nó luôn bò viên nè. Nộm bò thì người ta ngon nhất là cái phần khô bò khô đen, mất mẹ nó bò khô đen luôn, gà còn đúng cái quả đu đủ luôn. Đó, lúc mà tôi từ trong nhà vệ sinh ra tôi hí hửng lắm, tại vì tôi ở Sài Gòn, tôi chưa ở Sài Gòn ấy là tôi thường xuyên ăn phá lấu, mà ra đến đợt này tôi phải ăn phá lấu một lần, tại vì tôi thèm sau 6 tháng rồi các ông hiểu không, thèm lắm luôn rồi. Bắt đầu vừa tới bước từ trong nhà vệ sinh ra, không biết mỗi khách sạn mà đều có phát cho một đôi dép màu trắng trắng đi khách sạn không, là cái dép đi lê ấy. Tôi hứa với ông luôn, tôi phi đúng ngay cái đỉnh đầu của Đắc Tú luôn. Không hiểu sao hôm tôi phi trúng nghe, tôi nhìn trên bàn tôi nhìn sơ một lượt thôi, tôi cầm dép chân phải tôi xả ra bứng chân trái mà một góc 45 độ, mà tay tôi vung ra phía sau đúng một, gọi là một cái lực vừa đủ để cho đôi dép nó chạm đến đỉnh đầu luôn. Sau khi mà nhận được cái cú headshot á, Đắc Tú vẫn một quân hoàng thủ thôi. Bố mày ăn hết đấy, mày to ăn hết thì mày đặt cái khác đi, người yêu với nhau luôn mà, mày sao phải như thế này với tao, mày phải như thế nào đó với tao, tao ăn có một xíu thôi mà, tao ăn hết tô phá lấu, tô bún bò, tô phá lấu bò, phá lấu bò viên với một phần súp cua ốc heo thôi, một ốc heo, một trứng bắc thảo thôi, mày làm gì mày căng thẳng với tao quá vậy, có thế thôi mà, đặt lại được mà, làm gì mày phải căng thẳng với tao vậy. Mà trước đó nha, trước đó Đắc Tú, tôi, anh Quang với anh Sình Nát, Đắc Tú nói rằng ấy, Đắc Tú nguyên nhân Đắc Tú nói với anh Sình Nát rằng tao là một thằng không ăn được nội tạng nên bố mày không bao giờ thèm đến món phá lấu đâu Sình Nát à. Tao là một thằng không thích ăn gọi là ốc heo, ba cái nội tạng của ốc heo, đó giờ ăn lòng ốc heo tao chỉ ăn dồi với cái lòng trần thôi, chứ tao không bao giờ ăn được cái ốc đó, được chưa? Tao nói thẳng cái Sinet, anh Sinet là cũng bắt đầu, anh Sinet của tôi chị Chi với anh Sinet với anh Tú đi ăn rồi, với anh Quang nữa, là chuẩn bị đi ăn súp cua các thứ kiểu. Đắc Tú nói vậy thôi, mọi người không đi ăn nữa, cái xong tôi ở nhà tôi tự đặt mà, thì anh Sinet ở nhà anh Sinet cũng đặt thôi, đúng không? Mà Đắc Tú là người trước đó 30 giây, Đắc Tú là người nói câu đó với anh Sinet. Nghe kể chuyện thấy hai người không hợp nhau đâu. Thì tôi với anh Tú đâu có hợp nhau đâu mọi người, tôi là em gái anh Tú mà, tôi là Hà Trà Xanh, em gái mưa của anh Tú, được chưa? Hà Trà Xanh, tại vì vừa rồi anh Tú đi đóng MV với tôi, với anh Tú mới gặp nhau, được chưa? Thì tôi mới yêu nhau, được chưa? Hai đứa tôi không hề hợp nhau gì hết. Bây giờ làm sao? Thì bây giờ tôi với anh Tú, tôi là Hà Trà Xanh, tôi với anh Tú thấy thích nhau thì tụi tôi dọn ở đến ở chung với nhau, được chưa? Giờ tụi tôi ở chung nhau nè. Không ổn mà các ông ơi, không ổn rồi. Chúng ta dừng lại câu chuyện của Đắc Tú nha, đừng có kể thêm một chuyện gì về Đắc Tú nữa. Chúng ta dừng lại thôi.
Qua chị Lily đi. Đúng. Qua chị Lily là một cách gọi là khôn ngoan nè. Đúng. Để tôi kể cho các anh em. Đối giờ chúng ta thấy vua cờ bạc chúng ta thường kể đến những người nào nhỉ? Như là Châu Thanh Trì. Đúng không? Chị Ly đi rồi, chị Ly tầm gì ở đây? Một vua cờ bạc gọi là thần đồng. Thiệt. Nếu mà người yêu của chị Ly là thần đồng gì game Liên Minh Huyền Thoại đi nhá, ở Việt Nam nhá. Còn chị Ly á, chị Ly là thần đồng poker các anh biết không?